Hai xin chào tất cả mọi người trở lại với con game bài BigBot ha. Thì trở lại với video hôm nay, vốn của mình là 50 triệu nha anh em. Thử thách 50 triệu trên con game bài BigBot ha. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái trò sóc đĩa thử thử dần mai nha. Sẽ đặt 4 trắng 4 đỏ thử dần mai nha anh em. Hên xui biết đầu trúng thì thắng to nha. Không ra nè mà. Nếu mà dán đầu nó không ra thì thoát ra nha nè. Dán đầu không ra thì thoát ra thôi. Không chơi nữa. Rồi mình sẽ vào cái chỗ quái thú. Quái thú thì mình sẽ đặt thấy con gấu trúc nó vừa ra ha. Ra 3 lần này. Với con gì nhỉ? Đặt câu chúc với bồ câu ha. Giống hôm trước nha anh em. Nó ra gì? Ra con thỏ ơi. Thua. 5 triệu. Sẽ nuôi thử con gấu trúc với con bồ câu xem sao nha anh em. Nuôi đặt to thêm một dáng. Trúng một phát này thì 4, 8, 32 triệu nha. 4 triệu mà trúng thì được 32 triệu. Còn trúng công không? Không luôn. Hư ra con đại bàng. Nó cứ ra đại bàng miết nha. Sốt nè. Còn em nào chưa tải game thì link tải mình có để dưới phần mô tả video nhé. Em tải về chơi nha anh em. Game bị khá là uy tín luôn. Rồi mình sẽ quay lại đặt ba cửa nha. Rồi nó gãy 6. Tiếp tục, nếu thua thì mình sẽ nhân 2 lên ha. Chơi 3 cửa x8. Bỏ một cửa con gấu trúc nha. Trúng nha, ok, uy tín luôn. Trúng phát này được 16 triệu. 46 triệu. Tiếp tục, nếu mà thắng thì mình sẽ bấm cược tiếp nhé. Em xem video like đăng ký kênh ha, thì để em xem ra những video chơi trên con game BigBot cho anh em tham khảo ha. Vốn đây của mình là 50 triệu nha, thì thua anh em ạ. Thua con nó ra con thỏ này sẽ lên 3 triệu một con nha. Cứ mình cứ gấp lên vậy đó, gấp từng ba bốn dáng thì nó trúng thì mình vẫn còn lời, mà nếu thua thì cũng khá là nặng vốn. Rồi nó ra con sư tử rồi, lại thua anh em à. Mình sẽ kiếm một con mà mình đặt thôi, để có khi nó ăn to. Đặt nhiều con quá thì nó ăn ít trên em nè. Đặt thử con đại bàng, thấy nó cũng ra thường xuyên nó ra, nên mình cứ đặt con đại bàng. Biết đâu nó trúng thì ngon nha. Trúng con gì đây? Nó ra con gấu trúc rồi. Thua, còn 20 triệu. Chơi tiếp gỡ luôn. Sẽ đặt một con. Đặt ba con.
đặt một con thì nó meo quá anh em ạ. Một con đặt một đầu nó ra một nẻo, ba con thì nó phần trăm thắng nó cao, nhưng mà vốn thì hơi vốn to nhưng mà thắng thì nó cũng ít. Muốn thắng to thì em đặt một con thôi, nhưng mà phần trăm tỷ lệ thắng thì rất là thấp. Rồi mình thấy cái thằng kia nó bom ít 12 vô con đại bàng quá trời luôn. Mình sẽ cố gắng mình theo 2 triệu nha, 2 triệu rưỡi. Không biết trúng không nha. Ui giời, nó ra cái gì đâu không à. Nó ra con cỏ. Mình lại đặt con đại bàng. Mình thấy hồi nãy bọn kia nó bỏ nhiều, nó bỏ không đặt nữa. Không biết ra con gì. Ơi lại ra con chim én nha. Ngưng một hai dáng nha nè. Lại ra nó gây 8 nha. Em xem video thì xem kênh của mình thì chuyên chơi chơi thử chơi test cho anh em một số con game BigBot, iWin to Win. Nếu anh em nào thích xem giải trí thì đăng ký kênh ha. Sẽ ra những video chơi game cũng khá là hấp dẫn cho anh em. Chơi thì có thắng có thua như nên. Ơi nó lại con X6 và con thỏ nha. Chơi mấy cái game bài á, iWin to Win này á, thì mình thấy những cái con mà những cái nick mà anh em chơi to lúc đang chơi thì không sao, nhưng mà chơi to rồi anh em nạp tiền vào chơi lại á, thì nó rất là sôi. Còn những mới thì nó cho anh em thắng một vài giá nha, một vài lần. Anh em tạo nick mới thì nó cho anh em thắng một vài lần vậy đó, cũng to to đó, thắng to một vài lần ha. Còn nít cũ thì chơi nó cứ soi 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 khó chơi lắm anh em. Mình thấy mấy thằng kia nó bơm cái con đại bàng thì mình sẽ cũng bơm vào luôn nha. Ôi bơm con đại bàng thì nó ra con sư tử. Năm mươi triệu con 10 triệu nha, chơi quất phát x24 luôn. Ôi nó bom con công rồi không ạ. À? Đặt con công lấy là vốn. Năm mươi củ, 50 củ trúng không, trúng gió nhém chữ toàn cái là ngon luôn. Chữ toàn là về mập luôn anh em ạ. Nó không vô chữ toàn, nó vô con gấu trúc thì to. Thôi thì hôm chúc hôm nay mình toàn mất bốn mấy triệu nha, 42 triệu nha. Mình sẽ kết thúc video ha, để em xem.